Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Kiếm Tiền 80. Kiếm Tiền 80 thì các bạn đến một chương trình, một sự kiện event của một cái LMT các bạn, là một cái sàn TVS đó. Sau khi dành cho user mới, người đăng ký mới, sau khi các bạn đăng ký KIC Level 2 sẽ nhận được 2 USD, đó là một sự kiện. Một sự kiện hai là các bạn nạp vô 10 USD các bạn nhận 2 USD. Sự kiện phía cho các bạn nạp 100 USD nhận 5 USD, follow and nhận 2 USD. Link sự kiện mình sẽ để phần link mô tả cho các bạn vào đây mà tham khảo các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 2 USD các bạn. Mà sự kiện đó là từ ngày 16 đến ngày 22 năm 2020. Trong vòng sự kiện tặng 2 USD trong trong 5 ngày nha các bạn. Limit trong 5 ngày các bạn mà không sử dụng này nè, 2 USD này, nó sẽ thu hồi lại nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 2 USD đi. Làm mấy video tức quá. Đầu tiên các bạn lý cho mình lên mô tả mình các bạn, mình hướng dẫn bạn đăng ký, bạn nhập email địa chỉ email của mình vô các bạn, ảnh nhân quỳnh. Rồi các bạn bấm như gửi mã đến email các bạn. Rồi các bạn vào mail mà check mail các bạn. Trong vòng 2 phút nữa các bạn. Mở mail ra. Nay mình có làm cái video mà bị lỗi mất tài là bà. Nó chậm người ta tháng chứ. Hết dung lượng. Kèo này rất khá là ngon, mình mới làm cái bản máy mà hết dung lượng. Một thiên thị hiển thị rồi 22 rồi mở copy mã code này các bạn, bạn sao chép nha các bạn, rồi bạn vào mail các bạn à, rồi cho bạn bắt cái máy rất thật các bạn. Còn dán các bạn mã số email xác nhận email còn 9 lần sai các bạn ơi. Đây gửi bên cho một mail tại này gửi mail thứ hai nãy gửi mail thứ nhất, bạn chờ chút thông cảm các bạn quá tức. Welcome. Hai muốn cho ba à, mã này là đúng rồi các bạn, trăm trăm đúng luôn các bạn, sao chép các bạn, nhập vào các bạn rồi sau khi các bạn nhập thì nó ra một cái giao diện như vậy luôn các bạn. Rồi các bạn ghi tên hiển thị của mình vô các bạn, Quỳnh Trần Ánh. Rồi các bạn nhập mật khẩu, giờ xác nhận mật khẩu. Rồi các bạn bấm nhận tôi đồng ý rồi và quan tắt nha các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Mật khẩu có phải có một chữ viết qua và một chữ viết thường, có một ký hiệu đặc biệt các bạn, có số ký hiệu đặc biệt các bạn. Rồi các bạn bấm nút quan tắt nè. Gấp tra phát hiện những bất thường dưới lòng thế lại. Để lót các bạn. Rồi cảm ơn mình đã đăng ký thằng dịch rồi, gì mà đã thành công mình hướng dẫn các bạn cài xe nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch này nè các bạn, hai dấu gạch chứ luôn. Các bạn bấm vào một cái mục cảnh báo này nha các bạn, một hình đồ người của mình đó. Rồi các bạn bấm vào nút trung tâm người dùng, bấm vào mục này nha các bạn, các bạn bấm vào mục trung tâm người dùng nè. Đứng tạm. Đang xác minh danh tính nha các bạn.
Rồi, các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn cài C các bạn. Còn cài mặt mã Google thi cũng được, cũng cài không cài cũng được. Rồi các bạn nhấp vào xác minh danh tính nha các bạn. Bước này là cái bước quan trọng nhất, các bạn nhận hai OD nha các bạn. Đầu tiên các bạn ghi tên nè. Ghi tên của mình vô các bạn. Như mình tên Quỳnh Văn Ánh thì mình ghi vô Quỳnh Văn Ánh các bạn. Tên của bạn là tên ảnh mà qua tên ảnh đi. Họ và tên điểm nha các bạn. Quỳnh Văn nha các bạn. Quỳnh Văn Anh xác minh thương thoại này tờ. Giờ các bạn vào cái này xác minh số điện thoại cái mới được, nó mới cho xác minh danh tính các bạn ơi. Bấm vào xác minh nha. Rồi có 84 đầu thì các bạn bỏ số không đầu nha các bạn. 32 99 31 577 3299. Rồi các bạn bấm gỡ mã nha các bạn. Này rồi SMS. Rồi nó gửi về cho mình người một cái mã để bán các bạn. Tết sao chép đây các bạn. Rồi bấm bắt vào đây nè các bạn. Còn nó xác thực các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nữa các bạn xác minh danh tính nữa các bạn. Đảm bảo sử dụng tài khoản của bạn hiển thị mà mua giao dịch không có gì. Rồi bạn bấm vào xác minh danh tính nha các bạn. Rồi các bạn ghi như tên tên của mình là Quỳnh Nhân Ánh, mình ghi ảnh các bạn. Ghi ảnh đi. Họ là Quỳnh Giang. Rồi bước tiếp theo thì các bạn chọn ngày tháng năm sinh nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Mà chọn các bạn như tháng mấy đó. Năm, ví dụ như tháng 4 năm 20 ngày chọn lại các bạn. Rồi các bạn bấm đặt nha, chọn ngày tháng đúng của mình nha các bạn. Này dễ mà. Pha pha pha. Rồi bạn có nhập sau ngày tháng năm sinh của mình, sinh ngày 22 tháng 6 nha các bạn. Các bạn chọn vào 22 nè. Rồi bấm nút đặt nha các bạn. Phần 22 các bạn lướt qua một bước tiếp theo nha các bạn. Rồi trong đây có ba hình thức lựa chọn là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe. Các bạn chọn vào giấy chứng minh nhân dân các bạn. Bạn nhấp vào đây nè. Rồi các bạn điền cái số giấy chứng minh nhân dân mình chỗ này nha các bạn, có 9 số đó. Rồi các bạn ảnh lên chụp lên một bức ảnh mặt trước các bạn, rồi các bạn ảnh chụp lên mặt sau các bạn, rồi tài liệu lên bảng của hình ảnh bạn giữ đăng tay, giữ đăng tay ID. Rồi các bạn cầm một tờ giấy ghi y gan như các bạn, có chữ đăng ký rồi T gạch Z nha bạn, chữ đăng ký luôn nha. Rồi ngày tháng năm nha các bạn. Rồi bạn bấm nút hoàn tất gì giờ phi rồi mình đâu làm, mình đâu chụp hình được các bạn. Các bạn mơ hay làm các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Thông tin thì mình có để với link tham khảo thì mua để phần viết cho các bạn coi đấy các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.